Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Trong clip này mình sẽ cập nhật cái lô xe bên kho cho anh em ha. Số lượng rất là nhiều luôn, đủ tất cả các dòng từ xe số cho tới xe tay ga. Thì đồng hành với tụi mình hôm nay có anh Thảo ha. Hello, chào mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục xả một kho Vario Wampa này, Future này, tất cả các dòng xe hỗ trợ trả góp hết tất cả dòng xe này mọi người nha. Và đặc biệt là hỗ trợ góp cực thấp luôn, giảm giá cho anh em. Nói chung là cái tuần này là giảm giá đặc biệt cho mọi người luôn nha. Như Sirius là 2024 mới về mọi người nè. Hai phiên bản màu xám, màu đỏ mọi người nha. Bánh mâm nha. Thì giá hiện tại là 22 củ mọi người nha. Đó. Còn anh em mua Wampa 2024 hiện tại giá là 18 củ mọi người nha. Đó. Mua góp thì cả góp như trước là một 2 củ thôi là nhà xe mọi người nha. Còn đối với Future màu đỏ với màu trắng là mọi người, hai phiên bản bánh mâm mọi người nha. Phiên bản này thì hiện tại giá của nó sẽ là 37 triệu mọi người nha. Bao VAT cho anh em luôn. Đó, liên hệ trước thì anh sẽ giảm cho anh em thêm 1 triệu tiền xăng mọi người nha. Đó, góp thì đưa trước tầm 3 triệu đối với Future mọi người nha. Còn đối với AB mọi người nè, AB này là 125 mọi người nha, 2023 nha. Sẽ có màu xanh và màu đỏ mọi người nha. Xanh đỏ thì hiện tại giá nó chỉ có 40 triệu mọi người nha. Còn nếu mà anh em mua cái phiên bản AB 160 nè mọi người, 125, 160 đều có cái màu thể thao mới ra. Đúng y luôn, chỉ khác nhau mỗi 125 và 160 thôi. 125 thì là 42 củ mọi người nha, 160 thì hiện tại giá sẽ là 58 củ mọi người nha. Đó, bản thể thao mọi người nha. Góp đi trước 5 triệu nhận xe nha. Rồi, Vario 125 màu đỏ mọi người nha. Màu đỏ cái này sơn 3D mọi người nha. Màu này thì khóa thông minh là 40 củ mọi người nha. VAT nha. Còn khóa thường này mọi người 36 củ thôi mọi người nha. Nếu mà khóa thường 36 củ sơn lên một cái màu này thì thêm 1 triệu thôi, có 37 củ mọi người nha. Bao VAT cho anh em luôn. Góp thì tôi trước 2 củ nhận xe mọi người nha. Đây, khóa thường này, đây là những con khóa thường 2024 mọi người nha. Đó, giá chỉ là 36 triệu bao VAT cho anh em luôn. Góp thì đưa trước cho em 3 củ nhận xe nha. Còn những cái màu sơn 3D như màu trắng này, trắng hồng, trắng xanh nè thì cộng cho em thêm 1 triệu tiền sơn 3D cho mọi người nha. Đó, còn khóa thông minh thì nó sẽ là 39 củ mọi người nha. 39 củ nha. Bao VAT luôn nha. Rồi, ở đây có Vision nè. Vision ánh tím khóa thường mọi người nha, 32 củ, 31 củ 500 mọi người nha. Con này thì đang lên khóa thông minh màu bạc. Cái con MX King nè, hiện tại giá giảm cho anh em còn 43 củ mọi người nha. Còn Edge 2024 155 47 củ khóa thường mọi người nha. Rồi, ở đây có AB mọi người nè, AB 125 màu xanh mọi người nè. 40 củ mọi người nha. 40 củ một chiếc bao VAT nha. Đó, còn Vario màu trắng mọi người nha, sơn 3D. Màu đó thì 37 củ nha mọi người. Còn nếu màu đen khóa thông minh nó thì 39 củ mọi người nha. Bao VAT cho anh em luôn. Cứ đưa trước cho em 3 củ nhận xe. Còn SH 150 ABS hiện tại giá giảm cho anh em còn 97 củ mọi người nha. SH 160 ABS màu xám 102 củ. Còn SH 125 á thì hiện tại xả kho cho anh em luôn còn 73 củ bao VAT cho anh em luôn nha. Góp đưa trước cho em 15 củ nhận xe. Rồi, MX King nè, đủ màu xanh, màu đỏ mọi người nha. Ba phiên bản MX King này á thì hiện tại giảm còn 43 củ mọi người nha. Còn đối với Edge 150 thì còn 41 thôi mọi người nha. Đó, 41 củ nha. Những cái dòng Edge này thì anh em mua góp trả trước cho em tầm khoảng 5 củ nhận xe nha. Rồi, ở đây có Edge SH Mo mọi người nha. SH Mo màu xám xi măng mọi người nha. Hiện tại đang bán xả kho cho anh em luôn, 2024 luôn, 63 triệu bao VAT nha mọi người. Góp thì đưa trước cho em tầm khoảng 15 củ là nhận xe. Còn đối với những cái dòng Vision nè, Vision tiêu chuẩn thì hiện tại giá có 30 củ thôi mọi người. Tiêu chuẩn được này về nhiều lắm nha, giá mềm. 30 củ một chiếc và bao VAT cho anh em luôn, đưa trước 2 củ nhận xe nha. Còn đối với thể thao thì là 37 củ mọi người nha. Thể thao 2023 mọi người nha. Đó, màu xám với màu đen là 37 củ nha. Còn Wampa thì 18 củ mọi người nha. AB 125 màu đen nhám thì hiện tại giảm còn 42 củ mọi người nha. Đó, còn Vario mọi người nè, Vario nè, về cũng nhiều nha. Khóa thường 36 củ một chiếc mọi người nha. Máy màu sơn thì lên cho em 1 triệu tiền sơn là được rồi. Rồi, tiếp tục là Vision đặc biệt mọi người nha. Giá hiện tại là 34 củ 500 mọi người nha. Còn đối với SH Mo một bạc thì hiện tại giá 63 củ mọi người nha. Sachia thì hôm nay tiếp tục xả cho anh em luôn 39 đến 40 củ mọi người nha. Liên hệ trước em sẽ giảm cho anh em tiền xăng nữa mọi người nha. Đó, góp thì đưa trước cho em 5 củ là nhận xe. Hoặc là 3 củ thôi là có thể nhận xe rồi mọi người nha. Sachia cực kỳ rẻ nha. Còn Edge đấy thì 41 củ mọi người nha. 41 củ bao VAT cho anh em luôn. Góp đưa trước cho em 5 củ nhận xe. Wampa này là 18 củ mọi người nha. Và một hàng Edge này 2023 mọi người nha, 46 củ khóa thông minh nha, bao VAT cho anh em luôn. Góp thì đưa trước 5 củ thôi là nhận xe mọi người nha. Thủ tục trả góp thì rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ mang theo căn cước công dân thôi, từ 18 đến 60 tuổi là hỗ trợ trả góp hết mọi người nha. Và đặc biệt thì liên hệ trước với em sẽ hỗ trợ cho anh em thêm 1 triệu tiền xăng khi lên mua xe nữa mọi người nha. Ở xa thì muốn có xe cũ, muốn anh em muốn đổi qua xe mới thì anh em bên lên bên cửa hàng bên em vẫn thu xe lại luôn mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip nhé.